Sao bảo vậy? Ê, quay lên Creativity đây này. Sao tôi tập trung hết rồi anh? Đẹp quá mà. À, tự nhiên. Anh sáng nhất lên tay rồi. Mặc áo này là sáng nhất đấy. Chặt luôn chủ bữa tiệc luôn rồi đó. Lát tiệc chị mượn gì cho tiệc mượn cái này. Ai làm tóc cái điểm chị vậy? Gắn cái nơ này chứ không em làm đâu. Tóc đây phải lên thật nhiều mấy câu đấy. Cho nên tìm sẽ hát một bài để tặng cho chị Phượng Chanel. Và xin mời con
ngày mà đất nước vĩnh vọng về sự ra đời của bạn anh. Thực tế là năm 1977 thì bạn anh có 43 tuổi, nhưng mà vì thông minh quá nên cộng thêm 5 tuổi mù nữa là 48 tuổi. Chỉ biết chúc bạn anh luôn xinh đẹp và luôn nhiều tiền để nghe tất cả đàn em thương thương đây. Trong những không gian đẹp, thực ra là cái này chủ yếu là để mà phục vụ cái niềm đam mê của chị. Những khách hàng đến thì họ có những lời khen như thế nào và có cái lời khen nào mà để mình ấn tượng nhất? Khách hàng khen là đây là một nhà hàng đẹp nhất Sài Gòn, có không gian đẹp nhất của Sài Gòn và có hai cái món ăn mà khách hàng đến lúc nào cũng để lại ấn tượng. Đấy là món steak, món thịt bò và vị cá. Thực ra chưa một ai đến đây mà không để lại những cái lời khen cho nhà hàng về không gian, về nội thất và về cách phục vụ của nhà hàng. Chị vẫn muốn là những ngày Tết nghỉ ngơi thì nhân viên của chị cũng sẽ phải được nghỉ. Là nhà hàng đóng cửa 10 ngày cho nhân viên nghỉ ngơi.
gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đã đến ủng hộ Raw & Wild trong một năm qua, và muốn là sau một thời gian nữa Raw & Wild sẽ là một cái thương hiệu có tiếng ở Việt Nam và có những cái nhà hàng Raw & Wild ở những thành phố khác của Việt Nam. Điệp với Trinh là hai người bạn thân nhất của chị. Ngọc Trinh thì là cổ đông của nhà hàng này. Khi mà có những cái sự kiện gì đó thì Ngọc Trinh đều phải có mặt ở đây. Còn Tiệp thì là bạn rất là thân của chị, mỗi lần Tiệp đến đâu thì cũng sẽ là ở đấy rất là vui. Nên là tất những cái sự kiện lớn như này thì chắc chắn là không thể nào thiếu hai người đó được. Có. Kênh YouTube của Tiệp, chị nghĩ đấy là một kênh ấn tượng và rất là đặc biệt của Việt Nam bây giờ. Vì là Tiệp, có những người mà chị biết là hầu như các kênh YouTube sẽ không đầu tư nhiều tiền và bài bản và rất là chi tiết, như là rất là kỹ như Tiệp. Thì Tiệp đang xây dựng một cái kênh YouTube, chị nghĩ là chi phí chắc chắn là đắt nhất trong tất cả những người làm YouTube bây giờ. Chị thích tất cả các tập, vì thực ra là Tiệp đến những cái thành phố, những cái nơi mà chị đã từng đến rồi, nó rất là đẹp. Và chị biết là sẽ rất có nhiều người Việt Nam không đến được những chỗ đó. Thì khi mà xem kênh YouTube của Tiệp thì mọi người cũng có cảm giác như là đã được tới đó rồi. Những hình ảnh của Tiệp quay rất là chân thật, rất là đẹp. Nên chị ủng hộ kênh YouTube của Tiệp. Cái gì em nói lại? Tức là chị tiếp xúc ăn Tiệp rồi, bởi vì chị thấy là trong video ăn Tiệp thì ăn Tiệp cắt nó chút, cắt nhau chút thì không giống một phần nào đó ngoài đời ăn Tiệp hay không? Anh Tiệp là thật 100%. Ngoài đời hay ở trên kênh YouTube hay khi nói chuyện, Tiệp là một người rất là chân thật. Chính vì Tiệp thật quá nên là có những người sẽ không thích Tiệp, nhưng mà chị thích Tiệp vì Tiệp rất thật, 100% là thật. Chúc kênh của anh Tiệp à? Chúc kênh YouTube của Tiệp sẽ nổi tiếng ở trên thế giới, không riêng gì ở Việt Nam. Vì là trên thế giới nếu mọi người mà biết đến thì mọi người sẽ rất là sẽ ấn tượng với cả một đất nước Việt Nam có một con người giỏi như vậy và đầu tư bài bản như vậy, đưa những hình ảnh đẹp nhất trên thế giới lên kênh YouTube của Tiệp. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người.